Làm giật mình luôn. Có cái vừa mới nhìn thấy cái này, nhìn đang giật mình không hiểu là ai cho nó ăn cái gì. Tưởng là lại tự nhiên lại cho ăn thịt xay sống hay là như thế nào. Hóa ra nhìn kỹ hóa ra nó là cái gì, nó là cái múi bưởi. Hóa ra là sực nhớ ra là hôm qua mình để còn ba cái múi bưởi để ở trên bàn, là không biết là con nào là cái con lôi xuống ăn vụng. Hôm nào ăn thì ăn cả vỏ cả hạt, rồi cái vỏ nó không tiêu được nó nôn ra đây. Đây. Cả hạt đây này. Đây, ăn tham này. Như này là một con ăn tham là ăn nguyên cả ba múi luôn. Nó mới ra từng này, nôn ra từng này. Mà chưa biết là con nào, đang hỏi xem là con nào ăn vụng mà tất cả nó đều quay đi, không có con nào có liên quan gì cả. Thế nào nôn ra cái này, có phải Pila không hả? Có phải Pila ăn vụng cái múi bưởi rồi nôn ra đây không? Ừ? Có phải không? Phải Pila không? Hay là con Messi? Có phải con Messi không? Đứa nào ăn vụng cái muối bưởi này rồi nôn ra đây hả? Đứa nào không, ngồi yên đấy để ta xem là đứa nào là đứa nôn ra. Yên yên đấy, yên đấy, đứa nào nôn ra cái muối bưởi này, đứa nào ăn vụng đây hả? Chỉ có ba đứa, nhà này chỉ có ba đứa thôi mà nôn ra đây. Ăn thì không cho ăn mà lại dám trèo lên trên bàn rồi với đồ xuống rồi rồi mà ăn. Không, nó xin lùi lại, không có ngồi gần vào đây rồi lại dính vào kia bẩn. Nghi nhất là siro nhá, bởi vì là siro là chuyên là lôi xuống nhá, chuyên là siro là lôi xuống để mà siro ăn nhá. Con siro là đáng nghi nhất. Siro lên trên ghế là ngồi rồi, ngồi xuống. Messi lùi lại để ta kiểm tra miệng từng con một. Ngồi xuống đi. Nào, con Siro há miệng ra xem nào. Há miệng ra. À. Há miệng để xem. Xem mà trong miệng còn dính gì không. Há miệng ra xem. Nào. Há miệng ra để ta xem nào. Trong miệng có dính gì không? Có dính bất kỳ một cái tí bưởi nào không? Không có à? Bây giờ mà nó nôn ra thì cũng chả còn dính thế nào được. Con Messi xem nào, há miệng xem nào, hay là con tha xuống rồi rồi mẹ ăn vụng xem nào, có gì không? Yên, có gì không? Không có gì. Con Pila, còn con Pila nữa, xem nốt. Há miệng ra xem nào. Há miệng. Kiểm tra. Con Messi gọn ra để kiểm tra con Pila xem nào. Há miệng. Xem có phải ăn vụng không. Không dính tí nào cả. Bên này yên nào, tóm lại là đứa ăn vụng. Hôm qua bà lôi lên trên này hai cái ba cái muối bưởi đúng ba không, hết. để trên thấy cái túi để thế này đúng không, nó tha xuống biết là con nào ăn ăn cả vỏ cả ăn này là ăn tham ăn một mình rồi ăn cả vỏ cả hạt, không là vào là vỏ với hạt nó không tiêu được nó nôn ra, là nó như kiểu ăn vào cái vỏ này, nó như kiểu nó ăn vào cái túi ni lông ấy, nôn ra đây. Đang nhìn đang giật mình, đang bảo là quái lạ sao lại hôm nay này tự nhiên này lại 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 ai lại có ấy, lại cho ăn thịt xay sống, thịt như là thịt bò màu đỏ như thịt bò, hóa ra là bồng đào.
đạo ở trong ấy, nó cái bàn này nó ở chỗ nào nó cũng với được, chẳng qua là các đồ đạc ở trên bàn là chúng nó không có với xuống chúng nó nghịch thôi, nhưng mà nếu mà đồ ăn là nó tha xuống ngay, mà tha xuống ấy là thường là siro là con tha nhá. Này siro, siro ơi, hôm nay có phải siro tha không? Thường là siro tha xuống, còn nếu mà ăn thì là ăn chung. Đây là vừa nôn ra xong. Không, để nó nôn này ra này, nó cũng phải ăn khoảng tầm 3 phút, 1 tiếng, 2 tiếng gì đấy thì nó mới dạ dày, nó mới kích ứng, nó mới nôn. Mình chưa biết là đứa nào là cái đứa ăn vụng. Ăn vụng rồi nôn ra đây. Hạt này ăn thế này là theo kiểu là ăn tham, nó nhai láo nháo cái này nuốt rồi. Nhìn nó lại là bồng đào. Bưởi ruột đỏ đấy. Mà nhìn trông giật mình lại, đang bảo là quái sao lại cho ăn, lại có tự nhiên lại cho ăn thịt bò xay gì đây mà lại thấy có cái chỗ nôn ra. Vẫn chưa nhìn được ra là thái độ là con nào là cái con mà ăn vụng. Ba con dự đoán là Siro, là Siro chính là con tha xuống, là Siro là chuyên tha xuống này, chuyên là Siro là cái đứa mà tha xuống rồi bà với mẹ tham gia cùng. Xem là Siro còn dính cái gì ở mũi không, kiểu gì nữa, kiểu gì chả dính dấu vết đó. Vâng, trên ghế này là Siro. Út ít là chiên là chỉ có nhăm nha là có cái đồ gì là tha xuống, đồ ăn đồ lạ gì là tha xuống. Messi có tham gia vụ này, Messi có tham gia cùng với con Siro không? Hả? Con Siro tha xuống Messi có ăn cùng với nó miếng nào không? Ừ. Đang hỏi chuyện nó cứ đánh trống láng, mắt lim ra lim dim như kiểu buồn ngủ lắm. Lúc hỏi tội đến con nào cũng buồn ngủ. Con Pila nữa. Pila có tham gia gì cùng với con Siro không? Hả? Có tham gia gì ăn uống cùng với nó không? Nó tha xuống mà ăn cùng với nó cũng là đồng phạm nhá. Tha xuống mà ăn cùng với nó cũng là đồng phạm đấy. Đến lúc hỏi đến mắt cứ lim ra lim dim thế nào cũng như kiểu là đang buồn ngủ lắm với gì. Xong không gì thì chả thấy đứa nào buồn ngủ cả. Mà cứ đến lúc mà ấy cái thì đứa nào cũng buồn ngủ. Thôi nhá, lần này tao bỏ qua tao tha thế nhá. Nha. Lần sau cấm nha, không có tha xuống nha. Mà một đứa tha xuống là hai đứa kia phải sủa nha, con Pila nghe chưa? Pila. Nghe nhớ nha, cả con Messi nữa nha, lần sau một con Siro mà nó tha xuống là phải sủa lên để báo nghe chưa? Không được ăn vụng cùng với nó, nghe chưa? Tùy đồ thôi, không phải là cái gì cũng ăn vụng ở đâu. Có những cái thứ là phải bóc ra thì mới ăn được. Không bóc nó nuốt cả ăn thì chỉ tốn nôn ra mệt người làm gì? Ừ, và vừa vặn rồi, ok, lần này bỏ qua nhá, nhớ nhá, lần sau là cái gì mà anh cho mới được ăn nhá, chứ không phải là cứ để ở trên bàn là thích là tha xuống thôi. Nó tha xuống là tất cả các đồ đạc khác là không có một cái gì là thay đổi vị trí cả. Đây, chị Mẫn.